Đi về phía đông tây khoảng 300 mét, cách đó khoảng 30 phút đi bộ là có thể nhìn thấy được. Hầu hết các cửa hàng bán thực phẩm với đồ ăn nhẹ như chả giò, bánh hấp và thịt viên. Một trong những món nổi tiếng nhất là bánh bao hấp, nơi có hơi nước nóng bốc lên. Mọi người đang đi xung quanh ăn từng cái một. Không hiểu sao, nếu không ăn thì sẽ thấy rất tiếc, nên tôi đã lựa chọn cho mình một chiếc bánh bao nhân thịt. Đây là một nhà hàng bánh bao nhân thịt được mở tại Kobe vào năm 1915 và nó đã dần trở nên phổ biến trong người dân Nhật Bản. Một chuyến đi khác đến Trung Quốc tại Nhật Bản, tạo dáng với bức tượng đồng mang phong cách Trung Quốc, bất ngờ gặp người nhện ở trung tâm khu phố Tàu. Khu phố Tàu được xây dựng bởi người Trung Quốc đến từ 150 năm trước. Người nhện có ở hơn 100 cửa hàng và nhà hàng và các địa điểm tham quan nổi tiếng của Kobe rất gần nhau. Công viên tưởng niệm chiếm một góc của công viên Meriken. Tháng 1 năm 1995 sẽ là một ngày để Kobe quên đi. Trận động đất 7,2 độ Richter đã xảy ra ở Kobe. Tuy nhiên, chính công viên tưởng niệm đã lưu giữ dấu vết khủng khiếp đó. Công viên tưởng niệm tiếp tục chiếu video về trận động đất. Thật khó khăn để xóa bỏ nỗi đau đó ra khỏi trí nhớ của mọi người. Một cảnh tàn khốc đã xảy ra khi mọi người đang vui chơi ở công viên đang được chiếu lại. Cũng có người nói rằng lãng quên là món quà của thần linh. Nhưng họ đã quyết định ghi nhớ nỗi đau của Kobe, lấy nỗi đau và sự buồn bã làm nền tảng cho sự phát triển trở lại. Kobe, cửa ngõ của các nền văn hóa nước ngoài trong nhiều năm, vẫn còn nhiều nơi để ghé thăm. Thời gian của chuyến đi quá ngắn, đó là một sự tiếc nuối của du khách. Kobe yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận được sự cô độc giống như cái tên của ngôi chùa vậy. Sống rồi cũng đến lặng lẽ, như thể chúng chữa lành mọi vết thương. Khi thấy nó, tôi cũng xoa dịu được nỗi tiếc nuối. Hiện trường ngày hôm đó thật thảm khốc, nhưng bây giờ lại trở thành nơi giáo viên dạy học. Nó trở thành một không gian khiêm nhường trước cõi tự nhiên ngoài tầm kiểm soát của con người. Tháp màu đỏ nổi bật là tháp cảng mang tính bước ngoặt của Kobe. Tháp cảng hình đồng hồ cát là một điểm ngắm cảnh tuyệt vời để chụp cảnh đêm của cảng Kobe, nơi trở nên lãng mạn vào ban đêm. Kobe, một trong ba cảng thương mại lớn của Nhật Bản, một nơi đơn giản và tĩnh lặng. Một điểm đóng nữa của Kobe chắc chắn là ở đây, mồ hóc nhỉ. Đây là một khu trung tâm thương mại phức tạp với các nhà hàng, nhà hát và phố mua sắm. Con đường khảm mang phong cách châu Âu trong một tòa nhà cao tầng mang lại cảm giác kỳ lạ cho du khách. Bầu không khí như thế này thật tốt, và nếu là nơi có thể thoải mái đi mua sắm, thì đó là nơi thích hợp để mua sắm trên Windows và chọn những thứ mà bạn thích. Sản phẩm được trưng bày trong thiết bị nội thất nổi bật cũng rất tuyệt vời, và bạn có thể tha hồ chụp ảnh. Có các cửa hàng thời trang chủ yếu ở tầng 1, và mỗi cửa hàng dễ thương có đầy đủ phụ kiện và giày dép. Khi bạn đã chọn lựa được món đồ ưng ý thì mở ví ra để mua, để lưu lại đồ kỷ niệm cho chuyến du lịch chứ nhỉ.
Nhưng mà thật tiếc khi bạn phải bỏ ra một số tiền. Hành trình cuối cùng ở Osaka đã trở lại và quyết định chỉ thư giãn. Vì vậy, tôi đã chọn suối nước nóng tự nhiên ở Osaka, Yaonyo Santo. 지갑을 보고 후회하는 건 나중의 문제.